Hiện nay mình đang đứng ở cửa hàng Mai Nguyên và ở đây mình đang có chiếc HTC Aria. Cái chiếc máy chạy Android này là vừa được HTC phân phối tại Việt Nam. Thì chiếc máy này là gần như là một phiên bản khác của chiếc HTC HD Mini về thiết kế cấu hình phần cứng. Chỉ khác là HTC HD Mini là nó chạy Windows Mobile, mà chiếc này thì chạy hệ điều hành Android. Phía sau mặt máy thì HTC cung cấp rất là rõ các cái cấu hình của máy, chẳng hạn như là chạy CPU với tốc độ 600 MHz, hệ điều hành Android, cài đặt giao diện HTC Sense, rồi 512 MB bộ nhớ trong và RAM là 384 MB, màn hình là 3.2 LCD và cảm ứng đa điểm. Giờ chúng ta sẽ xem coi máy có những cái gì ha. Đây là HTC Aria. Có màn FPT sắt. Hãy nhớ micro SD đi kèm 2GB và hãy nhớ của Samsung. Đây là tai nghe jack 3.5 mm sạc, thì sạc là truyền thống, cộng dùng cáp micro USB đi kèm với sạc, cái đầu sạc đây là HTC Aria. Dùng máy sử dụng bi quang và dàn phím cảm ứng. Máy nó thiết kế hoàn toàn giống với lại chiếc HD 2 mini. Bên cạnh bên phải thì có tăng giảm âm lượng. Phía trên thì ngoài nút nguồn tắt mở màn hình thì có thêm cái jack cắm tai nghe 3.5 mm. Phía bên phải thì không có bất kỳ cổng kết nối nào hết, và phía dưới là cổng micro USB. Máy có camera 5 MP không có flash, thiết kế kế bên cái loa, và đây là bốn cái con ốc mà thực ra thì không có mở được cái gì. Máy được cài đặt sẵn HTC Sense, các bạn có thể thấy rất là nhiều news cập nhật tin tức ngay ngoài màn hình. Ngoài ra các bạn không thích thì dùng cái kiểu này cũng được. Máy được HTC cài đặt rất là nhiều phần mềm. Quá trời phần mềm luôn. HTC Weather Sync, HTC giúp dịch, HTC New, HTC Lock Screen, kể cả Flash Player nữa. HTC Flash Player do phiên bản 2.1 này chưa hỗ trợ Flash nên HTC cài sẵn để các bạn chơi Flash. Đây là HTC Sense, Sense for Android 2.1. Máy sử dụng chip 600 MHz cho nên cho tốc độ sử dụng rất là tốt. Giờ mình thử duyệt web chẳng hạn. Web thì mặc định là Google, không nói gì rồi. Giờ tinh tế.vn xem tin tức. Ở đây nó chưa có .vn, chỉ có .com. Khá tốt đấy chứ. Và như lúc nãy mình đã nói thì chiếc máy này được HTC cài đặt sẵn trình chơi Flash. Thì bây giờ mình sẽ thử vào một cái trang có Flash, như trang nghe nhạc của tôi như này.
nhạc của tôi.com. Do wifi ở đây cũng không nhanh lắm cho nên ta phải hắn chịu đựng nghe bài đầu tiên đi. Music for Bobbin Dance. Mặc định là 2.1 chưa hỗ trợ flat, nhưng đây là trình chơi flat HTC cài vô. Thì chúng ta sẽ xem coi máy thể hiện như thế nào. Volume maximum rất là tốt.